Dạ cũng cảm ơn hai chú nhiều. Sau này lên Sài Gòn sẽ cố gắng học để không phụ sự kỳ vọng của cái cô chú đã giúp đỡ cho con. Và con sẽ cố gắng để sau này gán làm ra nuôi cha mẹ và giúp đỡ ra những hoàn cảnh giống như con, sẽ giúp ích cho xã hội. Cảm ơn hai chú nhiều. Nhóm Thông điệp miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Dạ hôm nay thì con rất là vui mừng và hạnh phúc luôn, cho em Thanh Nhã lại được sự yêu quý của Mạnh Thường Quân tiếp tục hỗ trợ phần chi phí cho em đi đến trường nha. Dạ xin mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào thăm gia đình. Dạ, dạ con chào chú, chào Thanh Nhã nha. Dạ con chào cô. Dạ nên đến thăm gia đình. Ngồi vô nghỉ. Dạ cô chú ngồi. Dạ. Dạ cô với chú ngồi với em ngồi. Dạ Thanh Nhã ngồi đi con. Hôm nay cô chú có đi làm không? Có, dạ mới đi làm, mới về. Dạ. Điện về. Điện về. Dạ nghe con đến thăm thì cô về luôn hả? Rồi mình có chủ họ có cho về không? Có. Dạ. Giờ nữa mình trừ giờ lại, mình nghỉ nhiêu tiếng nhiêu phút với mình trừ lại. Ủa vậy là cô làm mà cô tính theo giờ hả? Ừ. Tiếng 20 ngàn. Một tiếng 20 ngàn. Ừ. Tiếng. Cô mặn một ngày bao nhiêu một tiếng? À, mình dặm lúa đồ thì ngày 150. Dạ. Còn đi lặt ngò thì có 120 ngày. Dạ. Lặt ngò gai, chích ngò gai đồ. Dạ. Hôm nay con qua thì cô thấy cô hôm nay thấy khỏe hơn ha. Hay chú quá. Cũng tươi hơn. Dạ. Giỏ xanh thùng nước rồi con bỏ rồi. Dạ. Cô chú mấy ngày nay có ngủ được không? May có đêm trước mà trao cho Nhã sức học bổng luôn. Dạ. Còn mừng quá ngủ cũng được, đêm đó đêm trao ngủ cũng được. Mừng quá. Dạ. Đêm đó anh nhớ gì suy nghĩ rồi cái mừng quá ngủ cũng được. Dạ. Ừ. Rồi Thanh Nhã em có ngủ được không? Dạ không, sức mấy đêm nay đêm nào cũng hết mọi vợ cho anh chị. Dạ. Mừng quá hả? Mừng. Dạ. Suy nghĩ gì có thể cho chị biết không mà mất ngủ? Dạ anh suy nghĩ là tiếp được cho ba mẹ khoản học phí á chị. À. Rồi cũng mai nghỉ học rồi. Ba mẹ hôm qua là em nghỉ học. Dạ. Thôi cả gia đình có đi học được là mừng. Dạ con thấy cả gia đình gì thì con cũng vui, con cũng hạnh phúc dữ lắm luôn. Nhà, nhà có thể là nói cho chị biết lại một lần nữa cái phần mà mình đi lên đó là ngoài chi phí đóng học phí rồi chi phí ăn uống sinh hoạt á. À, cho có thể là cho chị biết từng phần như thế nào không? Dạ ngoài chi phí học phí thì mình phải đóng thêm cái chi phí sinh hoạt ký túc xá gì. Ký túc xá thì một tháng là 350. Còn chi phí sinh hoạt của em thì em đâu đó thì tầm 3,5 triệu chị. Cả đó nếu như mà tại vì em sống ở trong quận 5 là nó giữa trung tâm của thành phố chị. Ở trong mấy quận nên là vật chất nó cũng cao lắm. Nhưng mà em sẽ cố gắng tiết kiệm nhất có thể. Không bị gói rồi. Không bị gói rồi để với lại em còn một khoản mua máy tính để học tại vì năm nhất là vô bắt đầu học nhóm với mọi người á chị. À, máy tính mà máy tính bấm hay là máy tính gì cơ? Dạ máy tính laptop á chị. À, cái đó là laptop ha. Dạ. Chứ máy tính thường là chị cộng trừ nhân chia chị. Dạ. Chị tính cái đó. Cái máy thì em có là lúc ôn thi vậy. À, em có thể là nói rõ hơn một chút được không nha Thanh Nhã? Là tiền ký túc xá một năm rồi một tháng bao nhiêu rồi điện nước như thế nào á? Dạ một năm là mình học 10 tháng, một năm là 3,5 triệu. Còn tiền điện nước thì trường không mất đóng chị, có tiền wifi mình phải đóng khoảng 100 ngàn chị. Wifi là 100 ngàn trong một tháng hay là trong một năm? Dạ hình như là theo tháng đó chị. Một tháng họ nhận mình tới 100 ngàn hả? Dạ hình như là phòng chị em chia hay sao, em nghe chị em nói là 100 ngàn. Chia nhau 100. 10 tháng thì một tháng 100, 10 tháng là cũng 1 triệu. Rồi ngoài cái chi phí đó ra thì họ có đóng thêm chi phí nào nữa không? Như giống như giữ xe này kia có giữ cho em không? Hay là em đi xe buýt nên em không có giữ xe. À, còn nếu mà có xe thì mình phải phát sinh thêm chi phí nữa. Dạ đúng rồi, em đi xe buýt nên cũng phát sinh chi phí xe buýt vậy. Vậy mà học kỳ vậy em có được nghỉ hè không? Dạ mình chỉ được nghỉ dịp Tết mà mấy dịp lễ thôi chị, còn tới hè thì mình mới được nghỉ. Thông thường là hè em nghỉ được mấy tháng? Dạ em thấy chị em nghỉ được khoảng tháng rưỡi. Dạ. Tháng rưỡi là chị hai chẳng đi làm thêm. Dạ chị em có lúc trước có đi làm thêm nhưng mà sau này năm 3, năm 4 á chị. Lịch học kín hết trơn luôn rồi thực tập nữa nên chị em không có làm thêm nữa. Nhưng mà hôm nay thì qua thì chị thấy gia đình mình vui. Cũng bớt lo lắng phần chi phí để đóng học phí cho em rồi.
Hôm nay thì chị cũng rất là vui nữa. Phải nói là cực kỳ vui luôn cho gia đình của em. Rất hạnh phúc vì điều này. Có biết là điều gì không? Cười. Chọc một chút xíu cho em bớt căng thẳng. Thấy nãy giờ em run quá. Cái phần mà về laptop đó là em mua tầm khoảng bao nhiêu để mà mình học cho nó tốt á? Dạ, mấy anh chị thì nói là laptop khoảng 15-20 triệu, nhưng mà em nghĩ tài chính nhà em thì em mua tầm 10-12 triệu thôi. Em có tìm hiểu là cần dung lượng bao nhiêu không? Dạ, mấy cái mà từ 15-20 thì nó mới có đủ dung lượng rồi. Còn mấy cái mà rẻ hơn thì nó lắc lắc rồi mà nó sao chị? Xài 4 năm thì nó không có ổn. Nhưng mà mấy anh chị nói rõ vậy, nhưng mà tại nói là không có tiền. Đó là cái trong cái quá trình học, cái ngành học của em là ngành về kinh tế. Nhưng mà cái chuyên môn là về bảo hiểm. Thì rất là cần, nhu cầu rất là cần về cái laptop. Nó hỗ trợ cho vấn đề học tập của em trong suốt 4 năm đúng không? Rồi ngoài chi phí đó ra em còn lo lắng về chi phí gì nữa không? Dạ, em phát sinh thêm cái khoản mà đóng tiền quốc phòng nữa chị. Nhưng mà cái đó thì cũng được rồi chị. Dạ, có thể là tại vì tiền học bổng em được trao dư vậy chị, nên là em đóng vô khoản đó được. Là được học bổng gì, có thể cho anh chia sẻ chị không? Dạ, học bổng của chú Nhiêu không? Học bổng của chú Nhiêu rồi. Là chú Nhiêu ra còn dư lại một phần đúng không? Thì thôi thì rất là vui luôn khi mà em cũng chia sẻ với chị. Thì hôm nay thì chị cũng đại diện cho Mạnh Thường Quân mang đến một cái niềm vui một lần nữa dành cho gia đình của em, nhưng mà đặc biệt dành cho Thanh Nhã. Rồi, chờ chị cũng phải lấy cái niềm vui đó ra mới được, giấu hoài không được. Sao gung như vậy? Đưa tay chị coi coi sao gung như vậy? Lạnh ngắt vậy? Hồi hộp ấy nè. Chứ mà đi học được rồi mừng nha, Mạnh Thường Quân giúp đỡ học được rồi mừng. Gung quá trời luôn rồi. Bình tĩnh lên đi coi. Bình tĩnh nghe Thanh Nhã. Không xỉu ngang là chị không đỡ được đâu. Dạ, hôm nay thì con cũng nói qua cô chú là gia đình mình được hai Mạnh Thường Quân hỗ trợ về vấn đề và chi phí ở ký túc xá, ăn uống, sinh hoạt. Thì ban đầu thì con nhận được sự hỗ trợ đó rồi, nhưng mà tiếp tục con lại nhận được thêm một sự hỗ trợ nữa. Nhưng mà con cũng đã trình bày với chú rồi, nhưng mà chú nói rất là thương Thanh Nhã. Thì phần đầu lên thì khi nhận lần đầu tiên thì thật sự là chú rất là mừng cho em. Lần thứ hai thì chú cũng gửi thêm là một Mạnh Thường Quân khác nữa. Thì chú nói ban đầu lên thì em sẽ thật sự rất là khó khăn trong vấn đề mà để mà ban đầu để mà mình ổn định. Thì chú cũng tiếp tục lại hỗ trợ em thêm phần chi phí đó. Thì bây giờ thì chị sẽ cho gia đình mình biết qua nha. Chú đầu tiên là chú Mạnh Thường Quân, đó là chú Ba Trích Lê. Thì đây là cái phần mà chú hỗ trợ là ký túc xá, ăn uống, sinh hoạt. Thì giờ tự tay Thanh Nhã sẽ mở ra phần này chú. Nha. Em cảm ơn chú. Mình đếm. Chú có dương con. Con quá trời tốt. Chú mừng lắm. Sau này con học hành thành tài cũng cống hiến cho xã hội. Đó, một phần nào giúp cho cái hoàn cảnh như con. 12 triệu anh. Không, em đếm lại đi. 11 triệu 500. Em đếm lại chị. Có thể là nhờ ba và mẹ hỗ trợ một lần nữa. Quá mừng. Mừng quá mừng lại luôn hết. Lần này em cũng gung người em đếm mỗi thôi. Cô đang hồi hộp hả cô? Hồi hộp. 1 triệu 500. Dạ đúng rồi. Thì phần này là của Mạnh Thường Quân, là chú Ba Trích Lê. Thì con cảm ơn đi. Ba không biết nói tiếng Anh. Con cảm ơn chú Ba Trích Lê. Ba không biết nói tiếng Anh. Quá trời. Dạ. Chú lo cho con gì nữa. Cô chú gửi lời cảm ơn là được rồi. Rồi cảm ơn. Gửi lời chú Ba Cách Lê. Dạ. Chú Ba Trích Lê. Con có em ăn học gì, em ăn ơn nhiều lắm.
Nó lo mà như gì là em cảm ơn, đội ơn anh suốt đời, không bao giờ quên cái ơn này. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Dạ, thì tiếp theo là chị đã nhận được sự hỗ trợ là của chú Ba Chích Lê rồi. Nhưng thì anh Cao, người tiếp theo chị nhận đó là của Mạnh Thường Quân, đó là chú Cao Hùng. Thì khi mà chị đã nhận khoản đầu tiên cho em rồi thì chị cũng nói cho chú biết đó, là con đã nhận xong cái phần này rồi. Thì chú nói không sao, chú có thể là giúp thêm cho Thanh Nhã. Tại vì ban đầu Thanh Nhã sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong vấn đề mà đi học trên Sài Gòn. Thì đây chị đại diện cho chú Cao Hùng tiếp tục trao cái phần chi phí ký túc xá rồi ăn uống sinh hoạt ở trên Sài Gòn cho em nha. Giờ em có thể mở ra xem. Dạ. Cảm trước nhất con cảm ơn con. Con không, Thanh Nhã mở trước đi, Thanh Nhã mở trước. Chú trao cho con mở ra đi. Mà liếm thêm luôn. Dạ, thêm giùm. Hạnh phúc quá. Cũng 21.500.000. Dạ. Chú Cao Hùng cũng gửi dạ 11.500.000. 11.500.000 mấy gan. Dạ chú cứ đếm lại đi chú. Dạ. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 đếm tám lại. Là 11.500.000 của anh Cao Hùng. Anh Cao Hùng. Cảm ơn chú. Dạ. Rồi, cảm ơn. Em cảm ơn anh Cao Hùng đã lo cho con của em ăn học. Em ăn ơn nhiều lắm. Thành thật cảm ơn anh quá nhiều. Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình của em. Cho con em ăn học thành tài. Em ăn ơn nhiều. Dạ cũng cảm ơn hai chú nhiều. Ta này lên Sài Gòn sẽ cố gắng học để không phụ sự kỳ vọng của cái cô chú đã giúp đỡ cho con. Và con sẽ cố gắng để sau này ghé làm ra nuôi cha mẹ và giúp đỡ ra những hoàn cảnh giống như con sẽ giúp ích cho xã hội. Em cảm ơn hai chú nhiều. Anh Thành là cảm ơn hai anh đã hỗ trợ cho cháu mà con của em được có cái phần gì em không biết nói gì hơn. Cảm ơn hai anh rất nhiều. Anh Cao Hùng với anh chú anh chào chú Ba Chích Lê. Chú Ba Chích Lê. Cao Hùng. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm, vợ chồng của em rất là mang ơn. Dạ. Hai chú ơi, thì hôm nay thì con cũng rất là vui và hạnh phúc khi được đại diện cho chú Ba Chích Lê và chú Cao Hùng đến trao phần chi phí ở ký túc xá ăn uống sinh hoạt cho em đi lên Sài Gòn. Thì rất thành thật cảm ơn, xin chúc cho hai chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha. Dạ, cho gia đình con với lại xin chào hai chú, chào các bạn. Chào hai chú.